Bài học quan trọng trong kinh doanh từ câu chuyện bán tủ lạnh ở Bắc Cực mà bất cứ ai cũng cần phải nhớ nếu muốn trở thành doanh nhân thành đạt, đó chính là tư duy ngược. Đây là tư duy của người làm chủ với tinh thần luôn muốn dấn thân vào những con đường tưởng chừng như là vô lý nhất. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn một câu chuyện rất là ý nghĩa, và đây là một bài học kinh doanh rất là thiết thực. Nếu muốn làm chủ bản thân, thành công trong kinh doanh và trong sự nghiệp của bạn, tư duy hàng đầu mà bạn cần nhớ đó chính là đừng vội mặc định mọi thứ đều là không thể. Nếu bạn biết tận dụng tư duy ngược thì chính điều không thể ấy sẽ biến thành con đường thành công nhất. Tại sao lại thế? Làm giàu từ kinh doanh sẽ làm rõ giúp bạn nhé. Điều đầu tiên, theo bạn, bán tủ lạnh ở Bắc Cực có phải là việc bất khả thi hay không? Nếu bạn sống ở Bắc Cực, ngay giữa vùng đất chìm trong băng tuyết suốt 365 ngày mỗi năm và không biết đến nóng bức hay ấm áp gì, liệu bạn có cần tới một thiết bị làm lạnh không? Để trả lời câu hỏi này, một người đàn ông đã lặn lội đến tận Bắc Cực, nơi người Eskimo sinh sống, để thử chào bán một chiếc tủ lạnh. Nhiều người, thậm chí cả những người bạn bè thân thiết nhất của anh cũng khi nghe đến chuyện này đều cảm thấy nực cười và không ủng hộ. Họ cho rằng đây là một công việc bất khả thi, không thể nào thực hiện được. Thay vào đó, anh nên mang lò sưởi tới để xua tan sự băng giá cho người dân ở Bắc Cực thì hơn. Tuy vậy, người đàn ông vẫn kiên định với ý nghĩa của mình. Nhưng thay vì quảng cáo về công dụng làm lạnh của chiếc tủ lạnh đời mới, anh lại giới thiệu những người dân Eskimo tại đây về công nghệ giữ thức ăn tươi mà không hề bị đóng băng trong cái giá rét của bão tuyết bao phủ khắp nơi. Thay vì phải chờ đợi một thời gian rất dài để làm tan băng từ thức ăn và nước uống, những người dân ở nơi đây có thể tiết kiệm khoảng thời gian lãng phí và không sợ là mất mùi vị của thức ăn nếu thức ăn đó được sử dụng tủ lạnh để bảo quản. Chính vì vậy, cho dù có bán tủ lạnh ở Bắc Cực đi nữa, anh vẫn có thể thành công với ý tưởng có phần ngược đời của mình. Có thể thấy rằng, những cơ hội kinh doanh lớn nhất thường bắt nguồn từ những lối tư duy siêu thường và khác biệt nhất. Vì có lẽ, chúng ta luôn phải dấn thân vào những con đường tưởng chừng như vô lý nhất để tìm ra những cơ hội độc đáo nhất mà chưa ai có thể khai phá được. Chính sự độc đáo đó sẽ làm nên thành công và khác biệt cho chính bạn. Câu chuyện thứ hai mà làm giàu từ kinh doanh muốn chia sẻ đến các bạn là câu chuyện cười ẩn chứa bài học thâm thúy của người Do Thái. Có một người đàn ông Do Thái ăn mặc vô cùng sang trọng, với đôi giày da cao cấp và đồng hồ đắt tiền trên tay, bước vào một ngân hàng lớn giữa thành phố. Ông lấy ra một tập chi phiếu trị giá 500.000 đô la Mỹ để làm tài sản thế chấp và hỏi ngân hàng rằng: "Tôi có thể vay tiền được không?" Nhân viên ngân hàng trả lời: "Không thành vấn đề thưa ngài, ngài muốn vay bao nhiêu tiền ạ?" Người đàn ông đáp: "Tôi chỉ vay 1 đô la." Nhân viên hỏi lại: "Chỉ cần 1 đô la thôi sao?" Người đàn ông trả lời: "Đúng, không được hay sao?" Nhân viên đáp: "Đương nhiên là được rồi thưa ngài, lãi suất vay tiền 1 năm tại ngân hàng chúng tôi là 6%, sau 1 năm ngài chỉ cần phải trả lại 1 đô la và 6% lãi suất, chúng tôi sẽ trao lại hoàn toàn số cổ phiếu này cho ngài." Người đàn ông trả lời: "Được, cảm ơn cô." Nói xong, người đàn ông Do Thái liền đứng lên và đi ra ngoài. Một người đàn ông khác cũng đến gửi tiền tại ngân hàng tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó nên đã tò mò đi theo. Ông ta vô cùng hiếu kỳ và tiến lại cất lời hỏi: "Chào ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại dùng chi phiếu 500.000 đô la làm tài sản thế chấp cho ngân hàng mà chỉ vay lại có 1 đô la mà thôi?" Người Do Thái cười và trả lời: "À, chuyện là thế này. Trước khi đến ngân hàng, tôi đã tới rất nhiều kho bạc để hỏi về phí giữ đồ và được thông báo là số tiền thuê tủ bảo hiểm của họ quá cao. Bởi vậy, tôi quyết định đem số cổ phiếu đó tới gửi theo một cách khác tại ngân hàng. Ông thấy không, mỗi năm tôi chỉ tốn có 6% của 1 đô la là phí trông coi mà thôi." Tuy đây chỉ là một câu chuyện cười trong dân gian, nhưng nó đã chứng tỏ được sự trí tuệ bên trong một lối tư duy khác biệt và trái ngược với số đông của người Do Thái thông thường. Người ta luôn muốn thế chấp một khoản nào đó để vay càng nhiều càng tốt. Nhưng người đàn ông này lại lợi dụng mức lãi suất khi vay tiền để coi nó như chi phí trông coi mà ông phải chi ra khi nhờ ngân hàng giữ hộ tài sản của mình. Nhờ có cách làm thông minh này, ông đã đẩy mức chi phí phải trả của mình xuống thấp nhất mà có thể đảm bảo một phần mục đích đề ra được hoàn thành. Có thể thấy rằng,
Tư duy ngược là cách thức suy nghĩ mạo hiểm nhưng cũng đầy lợi ích, mang tới hiệu quả mạnh mẽ nếu biết tận dụng. Thay vì thực hiện theo phương hướng thông thường, hãy nghĩ và sáng tạo ra một con đường hoàn toàn khác để giảm thiểu khó khăn và chi phí xuống mức thấp nhất mà vẫn đảm bảo được lợi ích cho chính mình. Đây chính là một kỹ năng hiếm có mà hầu hết các nhà tư tưởng lớn và những nhà doanh nhân thành đạt đều sử dụng như một lợi thế trong kinh doanh. Để sở hữu tư duy kinh doanh như một nhà doanh nhân thành đạt, bạn cần trau dồi thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực như marketing, bán hàng, kết nối và bên cạnh đó là kỹ năng không thể thiếu như là lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán. Đó là một hành trình dài, cần nhiều nỗ lực nhưng xứng đáng để theo đuổi với bất cứ ai có khao khát khởi sự, khởi nghiệp, thành công và làm chủ. Để cập nhật thêm những kiến thức về kinh doanh, marketing, bán hàng và kết nối thời đại số, làm giàu từ kinh doanh, xin chia sẻ với bạn bộ 3 cuốn sách bestseller hàng đầu là Marketing giỏi phải kiếm được tiền, Hệ thống bán hàng đỉnh cao và Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ. Chúc bạn thành công trên con đường sự nghiệp của chính mình nhé! Trên đây là những câu chuyện ý nghĩa về bài học kinh doanh quan trọng mà làm giàu từ kinh doanh đã chia sẻ với các bạn. Bạn nghĩ sao về lối tư duy ngược này? Hãy chia sẻ với làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé! Và nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên để là người sớm cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.